Xin chào mọi người. Tối nay tôi đến với mọi người với một cuốn sách rất là thú vị, Muôn Kiếp Nhân Sinh. Cuốn sách hiện đang gây chấn động trên làng sách và rất nhiều người đã đọc và giới thiệu nó. Có hẳn một nhóm trao đổi về cuốn sách này mà tôi đã từng share lên trên Facebook của tôi để mọi người biết, có thể tham khảo. Vâng, đây là một cuốn sách dù tin hay không tin bạn cũng nên đọc nó. Bạn có tin vào nhân quả không? Bạn có tin vào luân hồi không? Dù tin hay không tin, bạn thử đọc nhé. Cuốn sách này là do dịch học giả Nguyên Phong. Ông là giáo sư Duân Vũ, một Việt Kiều đang ở Mỹ, viết. Với bộ sách 12 cuốn về tâm linh của ông, mà nổi bật nhất, cuốn đầu tiên của ông đó là cuốn Hành Trình Người Phương Đông, cùng nhiều cuốn sách khác thì chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Và đây là một cuốn sách được gọi là cuốn sách gây chấn động. Và tôi đọc đến dòng cuối cùng của cuốn sách này, tôi vô cùng xúc động khi ông viết một câu như này. Một cuốn sách mang những quan điểm hết sức là mới và sẽ còn nhiều tranh cãi trên toàn thế giới. Và ông đã viết là trang cuối cùng, gần cuối cùng của cuốn sách này: tôi quyết định viết cuốn sách này bằng tiếng Việt, ngôn ngữ đồng bào, đất nước thân thương trong trái tim tôi. Vâng, và cuốn sách này đang được nhiều nhà xuất bản trên thế giới liên hệ với Phất New để được dịch sang tiếng Anh cũng như là tiếng Hàn cũng như là tiếng Trung Quốc để xuất bản ở nước của họ. Chúng ta thấy một niềm tự hào vô cùng lớn khi mà có một tác phẩm của người Việt mà được quan tâm như vậy không ạ? Tôi mong là cuốn sách này sẽ đi xa vì nó có thể thay đổi rất nhiều cái cách mà chúng ta nhìn nhận về thế giới này, với hai câu hỏi căn bản nhất: con người đến từ đâu và con người sẽ đi về đâu? Chúng ta có phải có một kiếp sống không hay muôn kiếp sống? Quy luật của vũ trụ là gì? Thành trụ hoại diệt mà Đức Phật nói là gì? Với cuộc đời mỗi con người, với mỗi gia đình, với mỗi công ty tổ chức, với mỗi quốc gia, với một thể chế, với một đất nước, với cả trái đất này, rồi những nền văn minh đã suy tàn và những nền văn minh sẽ, tất cả đều được giải đáp trong cuốn sách thú vị này, Muôn Kiếp Nhân Sinh, Nguyên Phong. Tôi giới thiệu ngắn gọn chút xíu về tác giả để chúng ta biết về ông nha. Nhiều người đã biết rồi nhưng tôi sẽ giới thiệu để những người chưa biết thì biết. Tác giả Nguyên Phong là ông tên thật là Vũ Văn Du, du học ở Mỹ từ năm 1968 và ông tốt nghiệp cao đẳng sinh học, sinh vật học điện toán. Ông từng là kỹ sư trưởng, CEO của tập đoàn Boeing của Mỹ, viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie Mellon. Ông được mọi người biết tới là giáo sư Duân Vũ, một nhà khoa học uy tín về công nghệ thông tin, từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Nguyên Phong là bút danh của bộ sách Văn hóa tâm linh được dịch, viết phóng tác từ những trải nghiệm, tiềm thức và quá trình nghiên cứu, khám phá các giá trị tinh thần Đông Phương. Ông đã viết phóng tác các tác phẩm bất hủ Hành Trình Người Phương Đông năm mới 24 tuổi. Các tác phẩm khác của Nguyên Phong được bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích như Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Bên Rặng Tuyết Sơn, Hoa Sen Trên Tuyết, Hoa Trôi Trên Sóng Nước, Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng, Trở Về Từ Xứ Tuyết, Trở Về Từ Cõi Sáng, Minh Triết Trong Đời Sống, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Dấu Chân Trên Cát, Đường Mây Trong Cõi Mộng, Đường Mây Trên Đất Hoa, và bộ sách dành cho sinh viên thầy cô mà Thúy đã từng giới thiệu, ví dụ như cuốn Khởi Hành mà rất là quý cho sinh viên. Thúy đọc một cái đoạn giới thiệu của anh Phước, người mà rất là tâm huyết, đã dành nhiều tháng để trao đổi qua lại với giáo sư Duân Vũ để xuất bản nên cuốn sách này trong cái giai đoạn dịch vừa rồi. Hành Trình Muôn Kiếp Nhân Sinh. Tôi chưa từng có dịp gặp tác giả Nguyên Phong. Trước đó tôi biết đến ông như một nhà khoa học nổi tiếng thế giới và cũng là người phóng tác viết lại những tác phẩm về văn hóa tâm linh kinh điển mà nhiều thế hệ bạn đọc Việt, trong đó có tôi, hằng yêu mến. Hơn 5 năm trước, tôi có nhân duyên được trò chuyện cùng tác giả Nguyên Phong về những bí ẩn liên quan đến tác phẩm kỳ bí nổi tiếng Hành Trình Về Phương Đông. Tác phẩm ra đời gần nửa thế kỷ trước nhưng không ai trên thế giới có thể truy tìm được bản gốc, để biết bao độc giả nhiều thế hệ còn thắc mắc và khiến một nhà xuất bản ở Mỹ phải dịch ra tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Việt mà Nguyên Phong đã phóng tác. Tôi đã hiểu rộng hơn nghĩa phóng tác là có thể viết theo tiềm thức của mình bằng kiến thức và những chiêm nghiệm cuộc sống. Và tôi đã nghiệm ra có những người Việt vô cùng khiêm nhường nhưng không hề thua kém bất kỳ ai trên thế giới rộng lớn này. Tôi đã may mắn được ông chia sẻ nhiều câu chuyện trong nhiều năm. Vào một đêm khuya năm 2016, trong cuộc trò chuyện kéo dài gần về sáng, tôi đã hỏi ông về nhân quả và luân hồi. Ông đã kể lại mối nhân duyên xảy ra nhiều năm trước về Thomas, một doanh nhân nổi tiếng ở New York,
những câu chuyện tiền kiếp của mình, của ông Thomas ấy ạ. Thomas là tên đã được thay đổi nha, vì đây là người rất nổi tiếng ở Mỹ nên là nhân vật yêu cầu thay đổi tên. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và linh cảm rằng câu chuyện này có liên quan đến những trăn trở trước giờ của tôi, cũng chắc cũng là rất của rất nhiều người. Tôi rất mong tác giả Nguyên Phong có thể viết lại những câu chuyện đó thành một cuốn sách. Ông im lặng không trả lời và cũng không nhắc lại chuyện này trong những cuộc nói chuyện tiếp theo. Bẵng đi hơn 2 năm, tôi bất ngờ nhận được thư điện tử của ông, trong đó là những chương đầu tiên của cuốn sách mà ông đặt tên là Muôn Kiếp Nhân Sinh. Đọc xong tôi thầm nghĩ không thể có cái tên nào chính xác hơn. Tôi biết được trong 2 năm qua ông đã bay sang New York nhiều lần, phỏng vấn trò chuyện với Thomas để thực hiện cuốn sách này. Trước đó tác giả Nguyên Phong đã liên hệ với Thomas và xin hỏi ý kiến về việc viết cuốn sách kể lại những tiền kiếp mà ông từng chia sẻ với tác giả Nguyên Phong. Ban đầu ông không chắc là Thomas sẽ chấp nhận vì nhiều câu chuyện quá riêng tư, nhạy cảm, nhưng bất ngờ thay Thomas đã đồng ý. Muôn Kiếp Nhân Sinh là bức tranh lớn với vô vàn mảnh ghép cuộc đời, là một cuốn phim đồ sộ, sống động về những kiếp sống huyền bí trải dài từ nền văn minh Atlantic hùng mạnh đến vương quốc Ai Cập cổ đại của các pharaoh quyền uy, đến Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày nay, nơi nhân vật chính Thomas, người bạn tâm giao lâu năm của tác giả Nguyên Phong đang sống. Muôn Kiếp Nhân Sinh cung cấp cho bạn đọc kho kiến thức mới mẻ, vô tận của nhân loại, lần đầu được hé mở, cùng những phân tích uyên bác, tiên đoán bất ngờ về hiện tại và tương lai thế giới của những bậc hiền triết thông thái. Thông điệp quan trọng xuyên suốt của tác phẩm Thức Tỉnh Con Người chính là nguồn gốc và cách thức vận hành luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ. Đời người tưởng chừng rất dài nhưng lại trôi qua rất nhanh, sinh vượng suy tử mong manh như sóng nước. Luật nhân quả cực kỳ chính xác, chi tiết, phức tạp, được thu thập qua nhiều đời, nhiều kiếp, liên hệ tương hỗ, đan xen, chặt chẽ lẫn nhau. Không ai có thể tính được tích đức này thì có thể trừ được nghiệp kia, không ai có thể biết được khi nào nhân sẽ trổ quả. Nhưng một khi đã gây ra nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả, luật nhân quả trước bao giờ không bao giờ sai. Những xung lực năng lượng vô hình của vũ trụ qua luật nhân quả và luân hồi đã tạo nhân duyên để người này gặp người kia. Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa. Có bao việc diễn ra trong đời tưởng chừng như là ngẫu nhiên nhưng thật ra được sắp đặt từ trước. Luân hồi là một ngôi trường rộng lớn mà nơi mà tất cả con người, tất cả sinh vật đều phải học bài học của riêng mình cho đến khi thật hoàn thiện mới thôi. Nếu không chịu học hay chưa học được trọn vẹn thì buộc phải học lại, chính xác theo quy luật của nhân quả. Có người có cơ duyên được chứng kiến luật nhân quả hay luân hồi, có người thì không, điều đó phụ thuộc vào cơ duyên, nhận thức, trải nghiệm và niềm tin ở mỗi người. Một lời tri ân chân thành tới tác giả Nguyên Phong, người đã dày công viết nên cuốn sách đặc biệt này là không đủ. Qua những lần trò chuyện, tôi nhận ra ông chỉ có một ước mong duy nhất khi viết cuốn sách này là xin được cảm ơn Thomas vì tất cả, xin được chia sẻ cùng bạn đọc những chiêm nghiệm sâu sắc duy nhất của ông. Ông cùng với Thomas bạn ông, và xin trích dẫn một đoạn của chính Thomas đã tâm sự với giáo sư Nguyên Phong khi mà đồng ý cho xuất bản cuốn sách này. Hiện nay thế giới đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, xáo trộn, mà thật ra thì mọi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ đã gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia cũng như mỗi cá nhân đều có những nghiệp quả riêng do những nhân mà họ đã gây ra. Cá nhân thì có biệt nghiệp riêng của từng người, nhưng quốc gia thì có cộng nghiệp mà tất cả những người sống trong đó đều phải trả. Hãy nhìn khắp thế giới hiện nay, với hơn 7 tỷ người, có bao nhiêu người đang hành động tội ác, độc ác, vô nhân tính? Có những quốc gia đang đối xử với người khác tàn độc như thế nào? Có biết bao nhiêu cái chết thương tâm và cuộc sống bi đát của nhiều người vô tội đã và đang diễn ra? Hãy thử hỏi nếu tất cả đều chịu học hỏi và hiểu rõ về nhân quả, biết rõ một khi gieo nhân thì sẽ gặt quả, thì có ai dám hành động như thế không? Thường thì con người khi hành động ít ai nghĩ đến hậu quả, nhưng một khi hậu quả xảy đến thì họ nghĩ làm gì? Họ nghĩ gì, làm gì? Họ oán trời, oán hận, trách trời, trách đất, trách những người xung quanh đã gây ra hậu quả đó. Có mấy ai chiêm nghiệm, tự trách mình và thay đổi không? Đó là động lực để tôi chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể với ai này, dù là những điều thiên cơ bất khả lộ, và chấp thuận để anh chia sẻ những trải nghiệm bài học vô tiền khoáng hậu này với các bạn của anh, để viết thành một cuốn sách mà nhiều người trên thế giới cùng chiêm nghiệm, giữa lúc hành tinh đang gặp nhiều tai ương biến động từng giây. Cuốn sách này đang viết trong giai đoạn Covid nha, hoàn tất và giai đoạn chúng ta đang có dịch Covid trên toàn thế giới với hàng triệu người chết. Tôi mong chúng ta, những cánh bướm nhỏ, bé nhỏ, rung động, mong manh, cũng có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh con người, thức tỉnh mọi người.
tương lai của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng quốc gia đó tạo nên. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi chúng ta. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bảng chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Vâng, đó là câu cuối cùng mà cũng là cuối cùng của cuốn sách luôn, và anh Nguyễn Văn Phước đã trích dẫn trong lời giới thiệu này. Xin đọc lại câu cuối cùng nha. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bảng chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Và cuốn sách này kể lại hành trình mà ông Thomas, ông ấy đã có một cái nhân duyên hồi tưởng lại những kiếp sống trước đó của ông, những hậu quả mà ông đã gây ra và những cái điều mà ông phải trả ở kiếp này. Rất thú vị các bạn. Tôi xin đọc một đoạn mà tôi thích nhất, nó liên quan tới tình yêu thương. Có nhiều đoạn hay vô cùng, nhưng tôi sẽ xin chọn một đoạn liên quan đến tình yêu thương. Tôi đánh dấu rất nhiều đoạn muốn đọc tối nay, nhưng không biết là có cơ duyên để đọc hết không, vì thời gian tôi cũng chỉ có 30 phút thôi. Đây là một cuốn tiểu, nó có là một cuốn sách tâm linh nhưng cũng vừa như là một cuốn tiểu thuyết, trải dài tất cả những cái câu chuyện về ông Thomas và những kiếp sống của ông, về những cái nền văn minh trên thế giới. Và nó không phải là những đoạn, cho nên tôi trích đoạn thì có lẽ mọi người cũng sẽ không biết rõ được đoạn trước là gì, nhưng tôi sẽ đọc một vài đoạn mà tôi tâm đắc. Đoạn này nói về một người con gái đã có cái năng lực chữa bệnh cho những đứa trẻ bằng tình yêu thương. Và nhân vật Pharaon chính là kiếp trước của ông Thomas đã chứng kiến những cái điều kỳ diệu của tình yêu thương mà cô gái này thực hiện trên những đứa trẻ mà người cha nuôi của cô đang chữa. Thì có những cái điều người cha nuôi bó tay, là y sĩ rất là giỏi, nhưng bó tay, thì cô này bằng tình yêu thương ôm đứa trẻ vào lòng và đã chữa bệnh được cho nó. Và nhà vua rất là thích cô này, và hoàng hậu đã mời cô này đến để nói chuyện. Cái bối cảnh là như vậy, để tôi đọc cho mọi người nghe đoạn này nha. Ta được biết ngươi còn có khả năng chữa bệnh cho trẻ nhỏ nữa, không ngờ ngươi lại có nhiều tài như vậy, ngươi học những điều này từ đâu? Đây là hoàng hậu, vợ của vua, nói chuyện với người phụ nữ này. Sihon lắc đầu, tôi không được ai dạy bảo gì hết, tôi chỉ biết yêu thương đứa trẻ mà thôi. Hoàng hậu bật cười, ngươi không cần phải khiêm nhường như thế, cha của ngươi là y sĩ mà không chữa được. Nhưng giao những đứa trẻ cho ngươi săn sóc thì mọi bệnh đều khỏi, hẳn ngươi phải có bí quyết nào đó. Sihon lắc đầu, không ai bảo tôi phải làm thế cả. Tôi chỉ biết thương yêu và cảm nhận được một khi được thương yêu, con người có thể mạnh mẽ, khỏe mạnh hơn, và trẻ con cũng vậy. Hoàng hậu nghe chăm chú, nhìn Sihon một lúc rồi hỏi, nếu bây giờ có một người đàn ông yêu thương một người phụ nữ, muốn nàng hoàn toàn thuộc về, thì như ngươi nói, tình yêu thương đáp lại của người phụ nữ đó sẽ làm cho người đàn ông đó mạnh mẽ hơn, ngươi sẽ nghĩ sao? Tức là người hoàng hậu rất là muốn cô này về với nhà vua để nhà vua mạnh mẽ hơn, và cô đã hỏi cô này câu đó. Sihon suy nghĩ rồi trả lời, thưa hoàng hậu, tôi không biết đó có phải là tình yêu thực sự không, hay là một sự chiếm hữu. Sự chiếm đoạt sẽ gây ra đau khổ. Tình thương yêu phải từ hai phía chứ không thể gây đau khổ cho người khác được. Câu nói của Sihon làm tôi chấn động. Nhân vật tôi ở đây là Pharaon, là Thomas, đang ngồi sau tấm rèm để nghe vợ của mình nói chuyện với Sihon. Câu nói của Sihon làm tôi chấn động, vì từ trước đến nay tôi chưa ai nghe ai nói rành rọt đến thế. Ước ao thầm kín có được Sihon tự nhiên tan ra như bọt nước. Hoàng hậu cũng lặng người bất ngờ về câu trả lời, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Nếu có một người phụ nữ hy sinh cho một người đàn ông, mặc dù người đàn ông đó không để ý đến mình, thì ngươi có cho đó là tình yêu thương không? Tôi chợt nhận ra Nizem, tức là hoàng hậu đó, nói đến tình cảnh của chính nàng. Sihon lên tiếng, thưa hoàng hậu, tình yêu thương thật sự không thể tạo ra đau khổ mà chỉ mang lại niềm vui. Nếu hy sinh mà gây ra sự chịu đựng đau khổ thì đó là một cái gì khác, chứ không phải là tình yêu thương chân thật. Nizem im lặng rồi thở dài, ngươi thật là một người lạ lùng, ta chưa bao giờ nghe ai nói như vậy hết. Nếu như thế tình yêu thương là gì? Sihon đáp, tôi chỉ biết tình yêu thương, biết yêu thương vô điều kiện mà thôi. Câu nói của Sihon làm tôi nghĩ đến câu nói vô thanh, tiếng nói vô thanh của Đấng Thái Dương. Ta chính là tình thương. Và chợt hiểu, Ngài không đòi hỏi một điều gì cả, vì Ngài chính là tình thương. Tức là cái đấng vị thần cao nhất của thời Ai Cập mà Pharaon chính là nhân vật kiếp trước của nhân vật Thomas đó. Thomas đi tìm vị thần này và đến sa mạc, và Thomas đã nghe thấy tiếng nói, Pharaon đã nghe thấy tiếng nói bên trong, ta chính là tình thương.
Tôi nghĩ đến những đòi hỏi của các giáo sĩ, những vật phẩm dâng cúng, những đền đài nguy nga, những ruộng vườn của các gia đình giáo sĩ, những thợ thuyền, nô lệ được mang đến để phục vụ cho những người này. Tôi đứng đó nhưng đầu óc biến chuyển với những luồng suy nghĩ xáo trộn. Mãi suy nghĩ tôi nghe Nijem hỏi, nếu vậy tình thương giữa vợ chồng là thế nào? Liệu người ta có thể yêu thương nhau như thế không? Sion vô tình nói, nếu họ yêu thương chân thành, không thiết tha, bám víu hay đòi hỏi một điều gì cả, thì đó là tình thương thật sự. Nếu bám víu lệ thuộc vào một điều gì đó, thì đấy chỉ là một sự hấp dẫn. Vì nếu không được gần nhau, không được đền đáp, họ sẽ đau khổ. Tình thương thật sự không thể dẫn đến đau khổ. Những người biết yêu thương nhau như thế, dù có xa cách, thì tình yêu của họ dành cho nhau cũng không bao giờ thay đổi. Nijem thốt lên, những điều ngươi nói thật thú vị. Nhưng ai đã dạy ngươi như thế? Làm sao ngươi biết được những điều này? Sion trả lời, khi còn nhỏ tôi nghe cha mẹ nuôi tôi nói điều này, nhưng sau đó tôi cảm thấy đó là bản tính tự nhiên của tôi. Cha nuôi tôi đã rèn dạy trong đền thờ Thái Dương, chuẩn bị làm giáo sĩ, nhưng do bất đồng ý kiến với giáo lý đền thờ nên đã chuyển qua làm y sĩ. Nijem tò mò hỏi, cha mẹ ngươi dạy ngươi những gì? Sion thưa, cha nuôi tôi dạy tôi rằng có hai động lực điều khiển đời sống con người, đó là lòng tham và tình thương. Lòng tham dẫn đến việc sử dụng tất cả mọi thứ, kể cả bạo lực, để chiếm lấy điều mình muốn. Tình thương thì khác, nó chỉ biết cho đi, không đòi hỏi gì hết. Mẹ nuôi tôi dạy rằng cha mẹ không bao giờ đòi hỏi con cái phải làm gì để bù đắp lại sự hy sinh của họ. Bổn phận của họ là yêu thương con cái, có thế thôi. Từ đó tôi biết trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ, đều phải có thái độ như thế. Đừng mong mỏi hay đòi hỏi được đền đáp điều gì. Nên là người cho đi, nên là người giúp đỡ người khác. Thương yêu tất cả dù bị lường gạt cả trăm lần. Đừng kể những điều tốt đã làm, đừng nhắc những gì đã cho, đừng chờ đợi ai trả ơn, đừng cố muốn có những gì thuộc về, không thuộc về mình. Và hãy vui tươi thanh thản, sống như thế thì sẽ hạnh phúc thật sự. Tôi lặng người đứng yên nhưng đầu óc hoàn toàn chấn động. Tự nhiên toàn thân tôi rung lên như một luồng điện chạy nhanh qua và tất cả những thắc mắc, những điều tôi muốn biết đã được giải đáp đầy đủ. Tôi tự hỏi tại sao một người lại có thể yêu thương tuyệt đối như thế được. Linh ảnh về đấng Thái Dương đã hiện ra trong tâm trí tôi, vọng về tiếng nói vô thanh, ta chính là tình thương. Linh ảnh đấng Thái Dương, hay còn gọi là chúng ta hay được nghe người khác nói là thượng đế đó, đấng tối cao đó, thì chính là ở đây là gọi là ta chính là tình thương. Phải chăng Siêu luôn yêu thương vì cô có một trái tim lúc nào cũng hướng đến điều thanh cao, trong sạch mà tuyệt đỉnh, chính là đấng Thái Dương. Cô không phải là giáo sĩ và cô cũng chưa hề đi các đền thờ, nhưng cô lại gần với đấng Thái Dương hơn ai hết. Hơn bao giờ hết, vì cô chính là hiện thân của tình thương, một thứ tình thương thuần khiết, cao thượng, vô điều kiện, hòa hợp tự nhiên với đất trời, với vạn vật. Chính tình yêu thương này đặc biệt đó đã tạo nên những năng lượng, sức mạnh diệu kỳ mà có khả năng hàn gắn, chữa lành những tổn thương, bệnh tật và có thể tác động làm chuyển biến được nội tâm con người. Tại sao tôi lại chọn đoạn này tôi đọc đầu tiên? Vì nó liên quan tới tại sao con người cứ phải luân hồi qua các kiếp sống, vì họ phải học bài học về tình thương. Và các nền văn minh rất là tuyệt vời của vũ trụ này đã hủy diệt cũng là vì họ đánh mất đi tình yêu thương. Chúng ta đọc cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh, chúng ta sẽ hiểu điều đó. Khi con người tham lam, tàn ác, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được hiệu quả, được đạt được cái lợi ích của mình, thì đó là lúc họ thiếu vắng tình yêu thương. Và họ gieo cái nhân đó thì họ sẽ gặt kết quả, đó là sự hủy diệt của họ, của gia đình họ, của đất nước họ, của cả một cái nền văn minh của họ nữa. Rất là khủng khiếp ạ. Những cái hậu quả, những cái luật nhân quả và cái sự luân hồi trong cuốn sách này nó rất là rõ ràng, cụ thể qua những cái nhân vật sống động. Và bạn tin hay không thì tùy, nhưng mà bạn nên đọc cuốn sách này. Chí ít có thể đọc nó như một cuốn tiểu thuyết để bạn tò mò xem con người đến từ đâu và đi về đâu. Thúy xin đọc một đoạn, nhiều đoạn rất là hay, và Thúy xin đọc một đoạn nữa để chúng ta cùng chia sẻ nha. Đây, có một đoạn này cũng rất là hay khi mà nói về yoga. Ông nói trong khi mà ông Thomas là nhân vật mà Nguyên Phong kể lại những cái trải nghiệm của ông này. Ông quay về một kiếp và ông đã trải nghiệm được những cái điều rất là tuyệt vời về những cái kiếp sống trước của ông, về những cái nhân mà ông đã gieo và cái quả mà ông đã phải gặp. Và ông đã trao đổi với một cái nhân vật bí hiểm trong cuốn sách này về yoga. Và ông nói là yoga mà chúng ta đang ở trong cái xã hội này này, ở cả thế giới đang tập theo, mọi người đang tập theo, nó chỉ là một cái mẫu rất là nhỏ với yoga cổ đại của những nền văn minh cổ xưa, của những cái nền văn minh mà trước chúng ta hàng triệu năm. Họ đã, những cái người triết gia, những người giỏi của những nền văn minh cũ mà đã bị hủy diệt đó, ví dụ như nền văn minh Atlantic hay nền văn minh Ai Cập, thì yoga hiện nay nó chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ, nó không còn là yoga của các vị thông thái ngày xưa nữa.
Đây, ông có nói về cái gọi là Kama Yoga. Con đường Kama Yoga dạy cho con người hoạt động chứ không ngồi im hay tránh né. Không phải cứ từ bỏ đời sống thành thị để vào rừng sâu hay từ bỏ tài sản vật chất là có thể đổi lấy sự an lạc tinh thần. Bà có thể thấy nhiều tu sĩ, đây là một đoạn ông nhân vật tên là Grip, vợ của ông Thomas trao đổi. Bà có thể thấy nhiều tu sĩ không mạng tài sản vật chất nhưng lại muốn được người đời xưng tụng đề cao. Bây giờ cũng đang có những giáo chủ như vậy đó. Do đó họ chỉ đổi thứ này lấy thứ khác, nghĩa là vẫn còn ham muốn. Hiện nay không thiếu gì những tu sĩ như thế. Họ có thể giảng dạy đủ thứ điều, giáo điều cao siêu chỉ để đổi lấy sự khen ngợi và kính trọng của người đời. Đó chỉ là một sự đổi trác vật chất lấy tinh thần, vì họ chưa thể xé bỏ được tấm màn vô minh của những tham vọng qua bản ngã cá nhân. Angine, tức là vợ của ông Thomas, vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, vậy thì theo ông, họ cần phải làm gì? Ông Chris trả lời, họ phải tiếp tục đi trên con đường hành động, vì chỉ thông qua hành động họ mới có thể học hỏi, thay đổi để trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Họ có thể sống ở thành thị như mọi người, nhưng phải biết thoát ra khỏi màn sương mờ ảo của vô minh. Họ vẫn làm việc như mọi người, hành động như mọi người, nhưng trong tâm đã biết xả ly, dứt bỏ mọi ràng buộc. Họ không từ bỏ bổn phận của mình trong gia đình hay trong xã hội, nhưng họ hành động với một mục đích khác. Họ có thể giàu có, tài sản đầy nhà nhưng họ không thiết tha với nó. Họ coi mình là người được ủy thác quản lý tài sản đó chứ không phải là chủ nhân của tài sản đó. Những người này hành động vì quyền lợi chung chứ không phải vì mục đích ích kỷ của cá nhân. Nói cách khác, họ làm việc để giúp đời chứ không phải thu vén lợi ích cho riêng mình. Bỗng nhiên, ông Chris tỏ thái độ nghiêm nghị. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, có một khuynh hướng tinh tế xảy ra vì làm việc tốt cũng có thể ẩn chứa những mục đích cá nhân, bắt nguồn từ những động cơ vi tế nằm sâu thẳm trong nội tâm mà không mấy người biết rõ. Có người làm việc để giúp xã hội nhưng muốn thành công và sợ thất bại. Họ lo lắng về kết quả, do đó động cơ họ làm việc vẫn bắt nguồn từ sự ham muốn. Họ lo sợ khi việc không thành và vui sướng khi đạt được thành tựu. Từ đó họ mong muốn được mọi người biết đến việc của mình hay được đề cao. Kết quả là việc làm đó dù là tốt nhưng vẫn ẩn chứa những ham muốn riêng tư của bản thân. Đó là một tham vọng vi tế nằm sâu trong bản ngã. Bất cứ làm việc nào mà có yếu tố cá nhân xen vào thì người làm sẽ bị ràng buộc bởi hành động hay kết quả. Do đó họ vẫn chưa thoát khỏi cái vòng kiểm tỏa của khí lực vô minh dây ra. Chỉ khi nào người làm không thấy mình làm, không thấy việc làm, không thấy hay không mong muốn, mong cầu kết quả của hành động, dù là sự biết ơn hay cảm mến thì mới thật sự là người đi đúng con đường Kama Yoga. Khi đã dứt bỏ hoàn toàn không hoạt động để được một thứ gì đó ở thế gian, cũng không hoạt động để được một thứ gì đó ở cõi trên, không hoạt động để được một thứ gì đó ở kiếp này, cũng không hoạt động để được một thứ gì đó ở kiếp sau, không hoạt động để được mọi người biết đến, không hoạt động để được phần thưởng tinh thần mà hoạt động âm thầm không màng kết quả, thành công đến cũng được, thất bại cũng không sao, lúc nào cũng hoạt động nhưng tâm hồn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đó mới chính là sự quân bình cần thiết để hoàn tất bài học Kama Yoga hay là con đường hành động. Đoạn này hay không ạ? Đoạn này tôi rất là thích. Khi biết thản nhiên với thành công cũng như thất bại, trong lúc vui cũng như buồn, trong khi vinh cũng như khi nhục, trong tình thương cũng như oán giận, thì họ đạt đến trạng thái quân bình, không bất động và cũng không náo động. Vì hành động vô sở cầu là bài học quan trọng của con người trên con đường Kama Yoga. Những người này thản nhiên và bình tĩnh trước mọi sự trong đời vì hành động chính là bổn phận. Họ không tìm kiếm hành động khi nó không đến, không từ chối hành động khi nó xảy ra và vui vẻ hành động khi bổn phận bắt buộc và bình thản trước mọi kết quả. Những người này dù ở trong không ở như Dũng, những người này dù ở trong cung vàng điện ngọc, ăn cao lương mỹ vị, sống giữa châu báu ngọc ngà nhưng họ vẫn an nhiên tự tại. Nếu họ sống trong lều tranh chiếu rách, ăn bữa có bữa không, sống như kẻ bần cùng thì tâm hồn vẫn bình thản trước mọi thăng trầm. Khi sự việc bên ngoài đến họ không xua đuổi. Khi chúng rời đi họ không tiếc nuối vì họ có thể sống trong mọi hoàn cảnh. Không gì khiến họ đam mê, không gì khiến họ bận tâm, không gì khiến họ lo lắng. Mà lúc nào họ cũng ung dung tự tại vì biết rằng tất cả chỉ là ảo ảnh chập chờn của vô minh. Ai sống được như thế nghĩa là đã đi trọn vẹn con đường hành động của Kama Yoga và tiến tới chỗ mọi con đường đều hòa hợp một và hợp nhất với nguồn gốc, nguồn sống thiêng liêng vô tận kia. Dù gọi bằng thượng đế hay danh xưng gì đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. Những người này đã cởi bỏ được những ô trược của bản ngã, đã gột sạch được dục vọng và nhìn thấy rõ mọi sự trên thế gian này có mối liên hệ với nhau như thế nào. Họ thấy rằng vũ trụ này là một cái gì đó thật mỹ lệ, không bút mực nào tả xiết. Lúc đó họ sẽ hưởng được niềm phúc lạc vô biên, niềm hân hoan vui sướng mà Ấn Độ giáo gọi là sự hòa hợp, bản ngã
vào với chân ngã. Đó, đó là một đoạn mà rất thú vị, nói về cái lẽ sống. Rất hay đúng không ạ? À, Thúy xin đọc với mọi người một đoạn nữa liên quan tới cái sự nguy hiểm của khoa học kỹ thuật. Cái sự phát triển khoa học kỹ thuật bây giờ thật sự là một sự nguy hiểm. Và Thúy đọc cái đoạn này thì Thúy rất rất là giật mình. Đây ạ. Đây là một đoạn mà Thomas nói chuyện với Chris về cái những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật của thời hiện đại này, của cái nền văn minh của hiện đại này. Tuy ngạc nhiên về câu hỏi của Thomas, nhưng tôi cũng rút cái điện thoại iPhone của trong túi của mình ra. Theo tôi thì đây là một phát minh tuyệt vời. Ông xem này, nó vừa là điện thoại, vừa là máy nghe nhạc, vừa là máy ảnh, vừa là máy điện toán để giúp ta tìm kiếm tin tức trong vài giây. Tất cả thu gọn vào cái vật nhỏ bé có thể đút vừa túi áo. Nếu nó không phải là phát minh tuyệt vời thì còn gì nữa đây? Ông Thomas lắc đầu. Trên phương diện công nghệ thì đó là phát minh tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng cần xét đến hệ quả của nó chứ. Theo tôi, những thứ này có thể là một tai họa cho nhân loại. Có thể anh không để ý đấy thôi, nhưng anh hãy nhìn bọn trẻ con xem. À, đây là đoạn Thomas nói chuyện với tác giả Nguyên Phong ạ. Anh hãy nhìn bọn trẻ con xem, thay vì chú tâm vào việc học, chúng chỉ biết theo dõi mọi thứ qua chiếc iPhone và bị thôi miên trong thế giới ảo qua màn hình nhỏ bé này. Những người trẻ ngày nay như đều bị một loại ma lực hấp dẫn, rút hết sinh lực và trí thông minh của chúng. Trong tương lai, công nghệ sẽ tàn phá nhân loại vì họ đánh mất rất nhiều thứ mà thế hệ trước đã gây dựng. Công nghệ là con dao hai lưỡi, nhưng đa số không hiểu rõ điều này. Họ coi đó là văn minh, là tiến bộ, mà không biết rằng thế hệ tương lai sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những phát minh mà họ coi là kỳ diệu này. Những điều ông Thomas nói làm tôi liên tưởng đến việc các sinh viên của tôi ngày hôm nay không còn chăm chú học như trước nữa. Nhiều người đến lớp nhưng vẫn bị sao lãng bởi những tin tức trong chiếc iPhone, không chú tâm vào những điều đang được giảng dạy. Tôi thường phải nhắc nhở họ chăm chú nghe bài giảng, nhưng chỉ vài phút sau, một số sinh viên lại lén lút rút iPhone ra, lướt Facebook rồi gửi tin nhắn cho nhau. Ông Thomas tiếp tục. Tệ hơn nữa là những cái như video game. Những thứ này dạy cho người trẻ những hành vi kỳ lạ, khác thường, khó lòng tưởng tượng. Chúng học cách bắn giết, cướp bóc cho những cuộc phiêu lưu của thế giới ảo. Rồi về sau không còn biết rõ đâu là thật, đâu là ảo nữa. Do đó, chúng sẽ mất đi khả năng phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Từ những đứa trẻ cho đến những thanh niên lớn tuổi, ai ai cũng say mê với những điều nguy hại mà phần lớn chỉ coi là trò chơi vô hại. Không ai hiểu rằng tuy công nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích nhưng chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Những người trẻ chưa phân biệt được, chưa được dạy bảo cẩn thận nên dễ trở thành nạn nhân của thứ ma lực này. Chúng dán mắt dán tai vào chiếc điện thoại nhỏ bé mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, bởi vì chúng chỉ biết sống trong thế giới ảo mà thôi. Có những đứa trẻ quên ăn quên ngủ và sống trong thế giới ảo này. Do đó chúng không thể trưởng thành, không có trách nhiệm với thế giới xung quanh, trở nên dửng dưng vô cảm vì đầu óc chúng đã bị thôi miên rồi. Thôi miên đóng mở ngoặc kép nha, chứ không phải khái niệm thôi miên của khoa học thôi miên nha. Nhiều người hiểu thôi miên cách rất là tiêu cực là không đúng ạ. Tuy có phần đồng ý với nhận xét của ông Thomas, nhưng tôi cũng góp ý, cũng góp thêm vài lời để bào chữa. Khoa học công nghệ đã giúp con người rất nhiều, chúng ta cần có cái nhìn cởi mở và những phát minh trong nhiều lĩnh vực thay vì quy kết cho kết tội cho chiếc iPhone. Ông Thomas bật cười. Khoa học công nghệ hiện nay còn nhiều thiếu sót cần phải bổ túc thêm. Người ta không thể dạy khoa học kỹ thuật mà không đề cập đến đạo đức hay bổn phận của những người có trách nhiệm làm việc trong đó. Khoa học mà không có lương tâm, công nghệ mà không có trách nhiệm chỉ mang lại thảm họa cho nhân loại sau này. Ông Thomas cảm thán, với tốc độ phát triển quá nhanh, thị trường tiêu thụ khổng lồ với thu nhập quá cao, người ta khó có thể kìm hãm được đà phát triển của những sản phẩm này, từ đó dẫn những lỗi lầm khó sửa. Tôi không lên án khoa học hay công nghệ, tôi chỉ muốn nói rằng điều chúng ta cần làm là phát triển khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu, sử dụng trí tuệ để biết rõ những hậu quả mà chúng ta có thể tránh được. Ông Thomas im lặng một lúc như để hồi tưởng về điều gì đó, rồi nói tiếp. Anh có biết rằng điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ không? Vì ông là người đã quay về những tiền kiếp và ông đã biết rõ hậu quả. Những nền văn minh trước đó ông nói còn hiện đại hơn, tiến bộ hơn, tuyệt vời hơn nền văn minh của chúng ta thế kỷ 21 này rất là nhiều, nhưng nó đã bị hủy diệt vì chính những gì nó tạo ra. Anh có biết điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ rồi không? Vì thiếu ý thức nên con người đã để cho những sản phẩm có ma lực này rút hết sinh lực của họ. Đa số mọi người trở nên thụ động, quên đi tất cả mọi sự xung quanh. Họ không còn sống với sự tỉnh thức nữa mà trở thành cỗ máy hoàn toàn vô cảm trước hoàn cảnh xã hội. Họ chỉ biết nghĩ đến mình và trở nên ích kỷ, tham lam, tàn bạo, không khác gì loài vật. Theo thời gian, nhân loại sẽ mất đi khả năng nhận xét hay hiểu biết. Vì những thứ được gọi là công nghệ này sẽ kết nối với bộ óc của họ, làm tê liệt cơ quan này, khiến con người không còn biết suy nghĩ mà trở thành kiểu người sống, không ra sống, chết không ra chết, hoàn toàn thụ động theo cái mệnh lệnh của cái ma lực kia.
Nếu không ý thức rõ ngay từ lúc này, sự thông minh của chúng ta sẽ dần dần bị thay thế bởi hiện tượng tâm thức máy móc để mọc kép mà chúng ta cho là tiến bộ. Chúng ta phải biết phân biệt giữa bộ óc thông minh và trí tuệ nội tại. Thông minh là mà thiếu trí tuệ sẽ đưa con người đến những nhận xét mê lầm. Khi đó con người trở thành những cỗ máy, những xác sống, bộ óc biết suy nghĩ sẽ dễ dàng bị kiểm soát bởi những việc làm phi nhân tính. Trong tương lai, nếu không biết sử dụng bộ óc để phân biệt phải trái đúng sai, con người sẽ trở thành những cỗ máy chỉ biết làm những gì được sai khiến. Ông Thomas ngừng lại để cho tôi, như để tôi suy nghĩ về điều ông nói, rồi tiếp tục với lời lẽ xúc động. Là nhà khoa học về công nghệ, tức là giáo sư Nguyên Phong đó, anh có thể nghĩ rằng tôi là người không am hiểu về sự tiến bộ khoa học công nghệ ngày nay, nhưng anh có biết tôi đã từng sống trong hoàn cảnh tương tự hàng ngàn năm về trước rồi không? Tôi đã trải nghiệm nhiều điều mà ngày nay chưa thể xảy ra, tuy chưa xảy ra nhưng rồi sẽ xảy ra, vì tôi biết rõ hiệu quả và tôi biết rõ hậu quả của nó. Hiện nay anh cũng biết với sự tiến bộ khoa học, người ta có thể ghép những tế bào của động vật vào cơ thể người, hay đặt vào cơ thể người những thiết bị gọi là trí tuệ nhân tạo, khiến họ phát triển những khả năng mà người thường không thể làm được. Anh có thể coi đó là người hay là người nửa siêu nhân cũng được. Anh có biết hệ quả việc này là thế nào không? Hiện nay thế giới đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, xáo trộn, mà thật ra mọi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia cũng như mỗi cá nhân đều có nghiệp quả riêng do những nhân mà họ gây ra. Cá nhân thì có biệt nghiệp riêng của từng người, quốc gia thì có cộng nghiệp mà tất cả những người trong số này đều phải trả. Chu kỳ thành trụ hoại diệt như anh đã biết là một thứ mà mỗi người, mỗi quốc gia đều không thể tránh khỏi. Ngay như trái đất cũng thế, nó cũng sẽ phải trải qua thời gian được hình thành, phát triển, rồi suy thoái và tàn lụi. Tuy nhiên đời người thì ngắn, sự thay đổi của một quốc gia hay một nền văn minh thì kéo dài lâu hơn, nên không mấy ai ý thức được điều này. Nếu nhìn vào lịch sử, anh có thể thấy nền văn minh phát triển cực thịnh rồi suy tàn như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, gần đây là Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Ý cũng đang trên đà suy thoái. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vâng, đây là một đoạn mà chúng ta thấy cái sức tàn phá của công nghệ mà nếu như đánh mất đi cái đạo đức và trách nhiệm thì khủng khiếp như thế nào. Con người sẽ phá hủy chính cái trái đất của họ, cái vũ trụ mà họ đang sống. Rất nhiều đoạn hay các bạn ạ, nhưng mà quá giờ rồi. Tôi rất mong chúng ta nên tìm đọc cuốn sách này, Muôn Kiếp Nhân Sinh. Tôi đọc liền mạch trong vài đêm và hôm nay mới là trước khi mà đọc cho mọi người là mới đọc đến trang cuối cùng lúc khoảng 8 rưỡi tối. Nó quá hay và không thể đọc nhanh được các bạn, không thể đọc nhanh được. Mặc dù có những người đọc nhanh muốn ngấu những cuốn tiểu thuyết vì tò mò, nhưng mà tôi mong các bạn đừng đọc quá nhanh, hãy đọc để thấm. Cuốn sách này quá nhiều điều, quá nhiều tư tưởng mà nó thách thức cái sự hiểu biết hiện tại của chúng ta. Nó nói về các nền văn minh, sự luân hồi các nền văn minh, và nó nói về thành trụ hoại diệt ở cấp độ vũ trụ. Nó nói về nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải cảnh báo trong thế giới này. Ví dụ dịch Covid vừa rồi là một điển hình, khi mà con người tàn phá các loài động vật và chúng ta phải chịu hậu quả cho những cái mà chúng ta đã làm. Nhiều điều hay lắm mọi người ơi. Rất là mong mọi người sẽ đọc cuốn sách này nha. Và những cái cuốn sách này có rất là nhiều những cái phần trích dẫn hay và những cái bức tranh về những nền văn minh cổ xưa, như là Kim Tự Tháp, như là Nhân Sư, như là những cái đền thờ, cung điện thời Atlantic. Nó rất là thú vị. Cuốn sách này giá chỉ có 168.000 thôi. Và Phước Niu cũng đang có ưu đãi. Và những ai mà muốn mua thì comment dưới cái buổi đọc sách hôm nay thì Phước Niu sẽ ưu đãi cho tất cả những người bạn của Thúy lắng nghe những chương trình đọc sách của Thúy là 30%. Thì mọi người có thể hoàn toàn có thể tiếp cận. Và những ai thấy mình có nhân duyên cuốn sách này thì hãy comment để Thúy biết, để Thúy chọn 3 người mà đang cần nó nhất. Đó là một vài lời mà Thúy muốn tâm sự mọi người trước khi dừng. Và Thúy thấy là thật sự cuốn sách này rất đáng để tìm hiểu. Bạn tin hay không thì tùy nha. Thúy đang đọc thì có một số phần cũng đang là một dấu hỏi. Chúng ta phải có hoài nghi để chúng ta kiểm chứng. Nhưng mà những cái kiến thức mà Thúy được học từ nhiều nguồn khác nhau, từ những cuốn sách khác nhau và cộng thêm cuốn sách này, thì Thúy giống như là cái bức tranh ghép hình về cái vũ trụ này, về cuộc sống này, nó đang bắt đầu gần hoàn thiện. Nhưng vẫn còn những dấu hỏi, vẫn còn những điều mà chúng ta cần hoài nghi và cần được kiểm chứng. Và rất mong chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cuốn sách này ở trong một cái nhóm Facebook có tên cuốn sách này luôn, Muôn Kiếp Nhân Sinh. Đã, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người một đêm ngon giấc và ngày mai một ngày cuối tuần rất là hạnh phúc bên gia đình. Chúng ta phải dừng thôi, hẹn mọi người vào thứ bảy tuần sau nhé. Xin cảm ơn.